Thưa quý khán giả, bọ cánh cứng có tác hại rất lớn tới cây dừa. Chúng ăn chất diệp lục trong đọt non, làm cho cây dừa không thể phát triển, ra trái và cây có thể chết. Thay vì dùng hóa chất để trừ bọ cánh cứng, dừa tốn chi phí, ảnh hưởng tới sức khỏe, thì có một loại ong nhỏ li ti như là hạt cám gạo, nhưng tiêu diệt bọ cánh cứng rất hiệu quả. Mời quý vị cùng theo dõi phương pháp phòng ngừa bọ cánh cứng hại dừa bằng khả năng tuyệt vời của loại ong này trong một nông nghiệp Hậu Giang trên đường phát triển. Còn một đời sống nông thôn là những băn khoăn của người nông dân Hậu Giang trước vụ mía mới. Thưa quý khán giả, vào thời điểm này, những năm trước thì các nhà máy đường trong tỉnh Hậu Giang đã công bố quy trình thu mua và thời gian thu hoạch mía nguyên liệu cho nông dân. Tuy nhiên năm nay mía đã gần chín, nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể về thu hoạch và giá bao tiêu thấp, khiến cho người trồng mía rất lo lắng và dự báo sẽ có thêm một vụ mía thua lỗ. Gắn bó hơn 25 năm và xem cây mía như người bạn, nhưng sau hai vụ liên tiếp thua lỗ và những bất an trong năm nay, nên anh Nguyễn Thanh Trúc buộc phải có ý định bỏ mía sau vụ thu hoạch này. Năm nay mía trúng, cây đứng thẳng đều, hiện tại đã gần tới tuổi chín, nhưng anh Trúc vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về việc thu mua từ phía các nhà máy đường, nên rất lo lắng. Chưa có đầu ra, buộc người nông dân này phải bỏ công đánh lá, hạn chế đổ ngã, với hy vọng có thể bán được mía chục nhằm gỡ gạc phần nào vì mưa bão đang tới gần. Theo tính toán, năm nay những hộ đầu tư thuê mướn nhiều, cầm chắc sẽ thua lỗ. Còn ai bỏ công nhà như anh thì cao lắm là có thể phá quề vì chi phí đầu tư mía nguyên liệu không dưới 700 đồng một ký. Nhưng giá bao tiêu của nhà máy đưa ra năm nay chỉ 700 đồng một ký mía 10 chữ đường tại ruộng, thấp hơn năm rồi 100 đồng một ký. Một băn khoăn khác mà nông dân gặp phải là hướng dẫn quy trình đốn chặt năm nay có nhiều thay đổi so với cách đốn mía truyền thống và gây thiệt thòi cho nông dân. Cụ thể, phía nhà máy đưa ra quy trình thu mua cây mía sạch, tức mía nguyên liệu năm nay đốn phải chặt hết ngọn mía non, sạch lá, sạch rễ và nhiều quy định khác. Đã hai vụ mía liên tiếp vừa qua, nông dân tỉnh Hậu Giang chỉ quề vốn và thua lỗ. Đây là cây trồng lâu ngày, mỗi năm chỉ thu hoạch một lần và mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào cây mía, nên áp lực đối với bà con năm nay càng lớn. Đó giờ thấy chỉ có cây mía là nó ngon thôi, là dạng mình thu hoạch được một lần, là mình lấy được một cái số tiền một lần có thể mình làm chuyện trong gia đình mình được. Thì anh rất thích cây mía, nhưng mà với cái giá sống được á, thì mình mới thích, chứ còn nếu mà lỗ hoài thì đâu có thích với nó nổi nữa. Thì anh chắc năm nay mà nếu mà anh có thể mình nâng được cái giá lên, giờ lấy cái cách mía như vậy nông dân tụi anh cũng vẫn làm được, nhưng mà cái giá có thể nâng lên thì tụi anh bán, mà nếu sống được thì cũng vẫn đeo cây mía nữa, chứ cũng không muốn bỏ. Coi như mình sống mình đó giờ nó lạnh vô tới tim tới máu với cây mía này rồi, bỏ thì không muốn bỏ đó, nhưng mà nếu quá đói thì cũng phải chịu bỏ thôi chứ làm sao vậy. Cây mía không còn ngọt nên nhiều nông dân đã chuyển đổi qua các loại cây trồng khác để giảm bớt khó khăn hoặc tự tìm cách để giảm bớt thua lỗ. Những năm trước, mỗi vụ nông dân bón 4 đợt phân thì năm nay giảm còn phân nữa. Nhiều hộ cũng đã chủ động bán mía chục nhỏ lẻ nhằm giảm bớt tiền nhân công thu hoạch. Câu lạc bộ 200, nơi hội tụ những nông dân trồng mía giỏi và tâm huyết nhất với cây mía. Nhưng năm nay nông dân trong câu lạc bộ cũng không còn mặn mà vì thua lỗ. Ông Đinh Văn Triệu, chủ nhiệm câu lạc bộ, đã quyết định bán mía chục hồi tháng rồi khi biết giá bao tiêu của nhà máy đưa ra cho năm nay là 700 đồng một ký. Trong cái thời điểm này tháng 8 rồi là nhà máy chưa có ai vô mà để hỏi thăm cây mía của bà con nông dân thế như thế nào, rồi cái cách triển khai thu mua làm sao, rồi giá cả chữ đường là tăng giảm như thế nào. Một số mà bán được mía chục thì cũng hết sức là phấn khởi, nhưng mà còn một số bán chưa được, bà con hết sức là hoang mang, bây giờ cũng đang tìm cái đầu ra bằng mọi cách. Đó thì cái thứ nhất thì bây giờ thí dụ mía ta tốt ta bán được 1.000, còn mình thí dụ mía mình không được tốt có thể là 700, 600 hoặc 800. Bà con cũng bán cái dạng là mình nói bán để là bớt đi một cái phần nào là lỗ, để bà con tìm lại cái vấn đề là trồng lại cái cây trồng vật nuôi khác. Chứ nếu mà đeo theo cây mía hoài thì kiểu như là nhà máy như thế này thì bà con không thể nào sống được. Với cái tình hình thế này đây thì chúng tôi ngành nông nghiệp sẽ tham mưu với ủy ban, sẽ mời các công ty lại để có cái động thái là bao tiêu sản phẩm cho người dân an tâm trong cái vụ này. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó thì phối hợp với các xã
để mà thống kê lại các cái lái mía, các cái ghe thu mua mía và để tổ chức cho cái đội, cái nhóm để thu mua. Nhưng đến thời điểm hiện nay thì các cái đội, cái nhóm này hiện nay thì cũng còn đang khó khăn, cũng chưa có nhiều, cho nên chúng tôi cũng đang hỗ trợ cho xã để tổ chức lại cái dịch vụ đón mía, dịch vụ thu mua. Thống kê trong 4 năm qua, từ năm 2015 đến năm 2018, bình quân chi phí sản xuất mía tăng khoảng 50 đồng một ký mỗi năm, trong khi giá mía bao tiêu và thu mua tại rẫy lại có xu hướng giảm. Đặc biệt, vụ mía này, giá mía bao tiêu là 700 đồng một ký mía 10 chữ đường tại ruộng, thì nông dân cầm chắc thua lỗ. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, năm nay tỉnh Hậu Giang xuống giống hơn 8.000 hecta mía nguyên liệu, giảm hơn 2.000 hecta so với năm rồi. Nếu giá mía vẫn thấp như hiện nay, thì việc giảm diện tích sẽ tiếp tục và khó đảm bảo được nguồn nguyên liệu theo quy hoạch mà tỉnh Hậu Giang đã đề ra. Và sâu xa hơn là người nông dân thiếu nguồn vốn và định hướng để tìm loại cây trồng vật nuôi phù hợp phát triển kinh tế. Thưa khán giả, huyện Phụng Hiệp có truyền thống trồng mía lâu đời và đây cũng là vùng trồng mía có năng suất cao nhất nước. Nhưng giá mía bấp bênh nhiều năm liên tiếp khiến cho đời sống của người nông dân khó khăn. Mấy năm nay, các nhà máy đường trong tỉnh cũng có những đổi mới về công nghệ và tận dụng các sản phẩm phụ nhằm tăng giá trị của cây mía. Ngoài việc giảm chi phí sản xuất của người nông dân thì đây là giải pháp cần thiết cho cây mía hiện nay. Còn hiện tại, người nông dân trồng mía tại tỉnh Hậu Giang mong muốn có được vụ thu hoạch ổn định, giá hợp lý để giảm bớt thua lỗ. Thưa quý khán giả, bọ cánh cứng là nỗi lo lớn nhất của người trồng dừa. Còn nhớ những năm 2016-2017, loài bọ này đã gây hại hàng chục ngàn hecta dừa ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Để trừ loài bọ này, người nông dân thường dùng thuốc hóa học để phun, xịt vào đọt non của cây dừa, vừa khó khăn vừa tốn kém. Nhưng với cách sinh học là dùng ong ký sinh thì nông dân có thể tiết kiệm chi phí, phòng ngừa bọ cánh cứng rất hiệu quả. Đây là loài ong Acecodes và Tetratichus. Kích thước của hai loài ong này nhỏ li ti như hạt cắm gạo và hàng trăm con có thể sống trong một lọ nhựa rất nhỏ. Nhưng những chú ong này có khả năng tiêu diệt được loài bọ cánh cứng hại dừa với kích thước lớn hơn mình hàng ngàn lần. Ong Acecodes và Tetratichus diệt bọ cánh cứng hại dừa bằng cách ký sinh ấu trùng của mình vào những con bọ còn non. Mỗi con ong tới khi sinh sản sẽ tìm và đẻ trứng vào cơ thể bọ dừa. Quá trình lớn lên, ấu trùng này sẽ ăn chất dinh dưỡng phía bên trong và giết chết bọ dừa. Ấu trùng sau khi ký sinh 18 ngày sẽ nở ra trung bình khoảng 20 con ong Acecodes và Tetratichus mới. Số ong này tiếp tục dòng đời và làm nhiệm vụ duy trì mật số đàn bằng cách tìm bọ cánh cứng để ký sinh. Như vậy, trong điều kiện thích hợp, thì mỗi con ong Acecodes và Tetratichus có thể tiêu diệt được một con bọ cánh cứng và cho ra 20 con ong non sau 18 ngày. Dòng đời của bọ cánh cứng hại dừa là 220 ngày, trong khi ong Acecodes và Tetratichus chỉ 18 ngày. Nên loài ong này là một sát thủ thực sự đối với bọ dừa gây hại. Cái loài ong này nó tiếp xúc, nó ký sinh vào cái con ấu trùng hoặc là cái con nhộng của bọ cánh cứng hại dừa thì nó sẽ, cái trứng nó sống trong cái cơ thể bên trong của cái con ấu trùng hoặc là con nhộng thì nó sẽ lấy cái chất dinh dưỡng, cái dinh dưỡng bên trong cơ thể của cái con ấu trùng hoặc nhộng là nó sống. Nó duy trì và sẽ giết chết cái con bọ cánh cứng hại dừa. Từ 2017 đến nay thì chúng tôi cũng phóng thích tương đối là nó cũng phủ kính trên địa bàn của tỉnh Hậu Giang. Thì cái hiệu quả mang lại thì nó là hiện nay thì cái dừa nó có cái sự phục hồi rất là đáng kể. Chỉ cần thực hiện cho ký sinh ấu trùng ong vào 100 con bọ cánh cứng thì sẽ thu được khoảng 2.000 cá thể ong Acecodes và Tetratichus trưởng thành để thả vào tự nhiên. Mỗi năm thực hiện khoảng 3 đợt là có thể bảo vệ vườn dừa rộng 1 hectare.
Từ đầu năm 2019 tới nay, Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Hậu Giang đã cho ký sinh loài ong này vào hơn 4.700 con bọ cánh cứng, tương đương khoảng 100.000 con ong Asclepiades và Tetrahydrus trưởng thành, được thả ra tự nhiên nhằm bảo vệ vườn dừa trong tỉnh. Kết quả thống kê cho thấy có trên 80% số dừa đã được khôi phục và bảo vệ khỏi bọ cánh cứng từ cách làm này. Đây là một cái biện pháp phòng trừ sinh học. Chúng ta hạn chế cái phun xịt các cái loại hóa chất thuốc trừ sâu để diệt bọ cánh cứng, thì đồng thời nó cũng bảo vệ được cái sức khỏe cho cái người tiêu dùng. Chúng tôi phóng thích ngoài tự nhiên thì nó cũng có cái nguồn ong ở ngoài tự nhiên. Tuy nhiên do bà con dân có rất là khó để mà thu mẫu ở ngoài tự nhiên, thì nếu như bà con có cần cái nguồn ong giống này thì có thể liên hệ trực tiếp chỗ chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật. Thì chúng tôi hiện tại cũng đang tổ chức nhân nuôi, phóng thích và cũng duy trì cái nguồn ong này ở tại đơn vị. Khoảng 16 đến 18 ngày sau khi ký sinh thì phóng thích ong ra ngoài thiên nhiên. Lúc này có thể mang ong ký sinh đến những vườn dừa bị nhiễm bọ cánh cứng để thả ra ngoài tự nhiên để ong tìm và tiêu diệt bọ dừa. Đây là phương pháp sinh học hiệu quả và rất tiết kiệm chi phí, nhằm thay thế cho việc dùng thuốc trừ sâu mà nhiều nông dân đang áp dụng. Thưa quý khán giả, sử dụng ong ký sinh để phòng trừ bọ cánh cứng là phương pháp tự nhiên sinh học nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người nông dân. Qua những thông tin vừa rồi, hy vọng bà con có thể áp dụng những cách phòng ngừa bọ cánh cứng cho vườn dừa của mình. Chương trình Nông thôn Hậu Giang kỳ này đến đây cũng tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.